Mẹ đã nói rồi. Nhưng tụi con yêu nhau thật lòng mà mẹ. Rồi mẹ đi coi bói á, con bé nó không hợp với con. Con mà đến giờ tán gia bại sản luôn á. Trời ơi, cái thời buổi nào rồi mà mẹ còn tin vào những cái chuyện linh tinh đó. Cá không ăn muối trăng. Con mà cãi mẹ hả, rước quả vào thân đáng chịu. Mẹ mà không cho con lấy Linh á thì con sẽ tước tù cho mẹ xem. Thôi được rồi. Nè, tôi nói trước đây nha. Tôi mà đồng ý rồi á, sau này có chuyện gì đừng trách sao con hả nha. Dạ, con mời mẹ ăn sáng. Anh, ăn đi còn đi làm nữa. Để coi con dâu hôm nay nấu món gì đây. Nhìn hấp dẫn, nhìn khéo ghê vậy. Chị dâu hôm nay đảm đang quá à. Cả nhà ăn sáng đi. Rồi anh hôm nay nấu ăn ngon quá. Thôi chết, chế làm rồi. Thôi con đi làm cho mẹ. Ờ, thôi con đi cho con. Anh đi nha bà. Mau ăn đi. Một bao nhiêu việc phải làm nữa, ngồi đó ngâm. Dạ mẹ. Ủa, bà chị dâu của tôi về rồi đó hả?